Hello, chào mừng cô chú anh chị và các bạn đã trở lại kênh Xuân TV nha. Hôm nay em cháu dắt cô chú anh chị đổi gió nha. Cũng là gió Bắc luôn nha. Hiện tại anh Út đang câu nha, mà câu tôm nha, phải câu cá chả giống bữa đâu. Giờ này mới 7 giờ mấy cô chú anh chị. Là quê em là đồ nghề anh em làm rồi đó. Quê em là 7 giờ mấy ngủ hết trơn cô chú chị. Nông thôn mà. Để chút xíu có thu hoạch gì không nha, em sẽ quay cho cô chú anh chị xem nha. Còn có thu hoạch mới quay mới đăng lên nha, còn không có thu hoạch là không có đăng cô chú anh chị nha, thông cảm nha. Nó đang đứng kìa. Đợi anh em à. Ồ, dính cá nữa anh em ơi. Con mực hay gì cho bá luôn nè. Này có mực luôn nha cô chú anh chị. Nước ngọt có mực nha. Đó. Ừ, mới thảy xuống là thấy có lý ghê không? Đó. Dính con mực quá trời mà kéo cái kỳ vậy, kéo từ lên đi. Ồ, nãy nó mới hạ xuống là quay ngang dính con mực rồi của chú chị nè. Đó, dính kỳ vậy, đứng lên kỳ á, đứng căng 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 lên mực cho bá rồi đây coi, cái kéo lại nó này coi của chú chị dính được con mực nè, mực bọc nha, bọc nguyên một đất xuống này luôn nè, giả man thiệt. Khai trương thấy thèm không? Nó đang đứng trên nè, nãy từ đầu dính con cá chà bá lửa luôn, kéo lên đây nhờ cái bọc bành kino giả man thiệt. Chút xíu có tôm em sẽ quay vô cô chú anh chị bạn xem nha, chắc chắn là có tôm nha, có mới được, có là mới đăng, còn không có đăng cô chú anh chị thông cảm nha. Có lý anh em ơi. Ừ, dính con tôm nè. Câu chà bá dính con tôm lớn quay lúc nào chưa nổ không. Dính đâu chợ cái lử không phải đường què chứ. Dính con tàu nó bằng ngón giò cái vậy. Thật nữa một con luôn. Ghê không? Rồi vô. Con tàu đầu tiên anh em ơi. Từ từ kéo lên. Nhảy đi, nhảy đi tầng tầng tầng. Nhảy đi mày. Vô quánh, vô quánh, vô quánh. Ồ, con tàu bự quá. Từ đem vô lên. Vậy. Quá im, quá im, quá im. À, cười thấy ghét không? Em ơi, em vô bánh em ơi. Còn... Hả? Tao có đâu mới á. Anh Út quá, cái kia nó cái nút. Cái lưng kìa. Ờ, giật cái đó đi. Giật cái đó đi. Rồi hết mọi luôn rồi, cái đó nó mới rung nhiều lắm á. Ờ hết mọi luôn rồi. Để đi rồi tóm lại. Đậu phộng hư. Quá ok anh em ơi. Nè. Hai cái càng này má. Đâu nè. Ê, dính rồi, dính rồi. Bà đậu đi trời. Trời hả. Từ từ. Dính hai càng nó. Mày dính hai càng nó coi. Trời dính anh đã đi em quay rồi. Mày gọi cái câu kìa. Không có nổi nữa. Gặp hoài. Ăn sâu lắm á nha. Cái nút. Cái nút kìa. Cái nó kìa. Hả? Em xem quay xem dở. Bỏ lại đi. Lại đi. Cậu đi dự. Đi. Quay bà. Cái đây. Mới gung đó. Sao? Rồi. Nhà hiệu qua đây. Thấy trong phim rồi. Nó giật cái máy kìa. Rồi hết mồi luôn rồi rồi em coi đây. Mồi nhỏ xíu à. Hãy đi thôi. Coi đâu đem coi. Ngoài trùng trùng biển nghe cô chú anh chị. Trời ơi chút xíu mà má ơi. Ừ. Ừ ba cần lại lên đi, lại lên đi tính cái này ok rồi. Đi, để tắt tắt máy cái, tắt máy cái. Ừ. Với con tôm bằng cùm tay vậy chàng. Ừ. Ôi mà lên lúc tới chỉ luôn à. Ừ, hết sức mừng luôn em ơi. Lần đầu tiên trong đầu được con tôm bự cho bá. Ồ, mắt đỏ lờm luôn kìa. Đó, có clip đăng lên cho anh em xem rồi đó. Tưởng đâu là không có clip đăng rồi đó. Tới chỉ luôn anh Út. Múc con bay luôn. Nè, cái bên đó. Gịch cái bên đó. Ra luôn hả? Ừ, cái đi. Cái bên. Từ từ dừng ấy. Múc kia kiều ngược lại. Rồi, còn ngồi con kìa.
Thôi để tóc mát xíu nha, mình xíu mình quay lại. Này trùng hổ nha nè, nó lon gì là 50.000 nè. 50.000. Còn nãy giật không kịp luôn, trời chuối này đến ngấy mà thôi. Bỏ ra chơi câu tôm luôn nè, này câu cá cha. Sáng rồi, bây giờ. Từ từ. Tôm. Sao quay được cho sáng đây. Bành kino luôn. Kiến đâu rồi? Tôm chào áo của chú anh chị. Làm 4 cần. Câu trên phà nha. Phà đang qua. Hồi nãy vô đâu mà nó ghĩa lia lia chạy. Chạy muốn kịp luôn á. Tới đâu là không có clip đăng cho cô chú anh chị và các bạn xem rồi. Gì vậy nút? Làm hú hồn hú vía. Rồi màu đâu thấy vậy hả? À, còn. Quay của chú chị nè. Đó. Cầm tay nha, không giỡn nữa nha. Nút quá vui rồi, nhảy. Bữa giờ câu ăn cái chục bữa của chú chị, chứ hết đâu. Đem coi đây còn, còn dính không? Cây này nó quá kêu luôn à. Nút gì vô che có không? Hai cái chuông này, cái 5.000 của chú chị. Chuông trên này nè. Cái 5.000 á. Kỳ chàng, mới rung cái chàng luôn. Đại phà đang qua nè. Đại đang đứng ở phà Vĩnh Trường, Vĩnh Hậu nha. Bờ bên em đứng là bờ Vĩnh. Bờ đây là bờ Châu Phong. Bờ bên kia là bờ Vĩnh Trường. Rồi em gù bờ gù luôn rồi. Câu trùng biển của chú anh chị. Hợp 50.000 nha. Hợp có quay á. Hợp 50.000 trùng biển. Hồi nãy mà không dính con tôm bự là hai em đi về đó. Giờ này 9:10 rồi. Tính đi gì á, lụm phát đảo lại luôn, quá im quá im. Anh em đi lúc 7 giờ tới giờ, tôm muốn quay hoài luôn chà. Tôm cách xin nó nấy. Cái đường tôm đó anh em ơi, coi. Tôi mới để nãy lại thăm cái dính đâu, đây. Tôm này như tôm lừa vậy. Ba chỉ. Mới đâm vịt lên liền đó. Dạ. Yeah. Ừ. Bởi vì mới ăn lâu liền. Màu mới móc mà. Ba em. Mồi còn không? Còn. Hết mồi. Còn này. Ừ. Còn mồi. Yeah. Còn mồi đó. Ok đó. Ra đây coi thăm cái nữa coi. Quên. Hả? Một bự không? Bự được, ok rồi. Chờ hai cộng luôn. Mấy cái cây câu máy là thua của chú anh chị. Có này nè. Có cây bọng gì hết, cái chai vô lụm. Câu máy gì hai cây nằm kia. Hồi nãy dính tôm bự của chú anh chị. Ham hai cần nó kêu lý lịa hết trơn. Mà giật lên thì không có nào hết. Chú chị, giờ phân lên về, giờ tối rồi, 11 giờ rồi. Đây. Cái chuồng của con bò mà tưởng đâu cái chuồng ấy được thành quả được 3 con tôm của chú chị. Đây. 3 con tôm. Con tôm bự với lại con tôm nhỏ, hai con tôm nhỏ của chú chị. Đây. Quá ngon, mình mà kỳ nâu à. Thôi em sẽ kết thúc clip tại đây nha. Cảm ơn cô chú và anh chị đã bỏ thời gian quý báu ra xem hai anh em câu từ sớm giờ nha. À, em hẹn cô chú anh chị và các bạn vào clip tiếp theo nha. Chào tạm biệt, bye bye. Không quên cô chú anh chị và các bạn nhớ cho em xin một lượt like, được chia sẻ, được đăng ký kênh nha. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn rất nhiều nha. Giờ về mới được.